Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm. Đó chính là lốc điều hòa của Honda City 2016, sản phẩm được sản xuất bởi tập đoàn Sanden của Nhật Bản. Với cái thân lốc này thì anh em có thể nhìn là một đặc điểm rất là hầm hố của cái lốc Honda City bản này. Mặt bích của nó được bắt rời nhau, một mặt bích bên trên và một mặt bích ở đằng sau đuôi. Đấy. Lốc được bắt vào với động cơ bởi bốn chân, hai chân trên và hai chân dưới. Bu li của lốc đây, đây chính là cái bu điện của nó anh em nhé. Đây, đây chính là lốc xịn luôn, xịn như lốc trên xe luôn này. Đó. Đây, em có thể nhìn này. Lốc được lắp ghép với nhau bởi ba phần, một đầu, một đuôi và một phần giữa anh em nhé. Đó. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của con Honda City 2016. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333, lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.